later. I'll be back. One second. Okay. Okay, go. Thank you. Don't worry, sir. Bye, hotel. Ada, now we go. Bây giờ gia đình mình sẽ tiếp tục. Đây là ngày thứ 5 đấy. Day 5? 6. Ngày thứ 6. 5, 6. Ngày thứ 6 là gia đình mình sẽ đi qua bên Dallas và mình sẽ ở 2 ngày Dallas chơi ở nhà của bạn mình. Chơi và tham quan Dallas trước khi mình đi qua một tiểu bang khác nữa. Bây giờ mời mọi người cùng hành trình với gia đình của Ngân nha. Let's go. I didn't tell him what I'm doing this week. But they extended it to the end of the year. Yeah, I think it will. No, I don't. So you've gotten bigger, huh? Yeah. Ở bên Cali thôi. Nó đợi theo nha. Sầu riêng nè, trời ơi. Đại gia mua sầu riêng ra ha. Anh mua sầu riêng rồi. Cái này là sầu riêng tươi của Thái Lan. Thái Lan nhập của Thái Lan qua. So they all have like có cái của Thái Lan đó, này nhập sầu riêng tươi luôn á. 15 đồng một phao. Đúng là Dallas đâu có thiếu cái gì đâu. Dạ, ở đây không có ăn, không có thiếu gì trơn. Thì cái nhỏ nhỏ thôi anh. Ê, ông biết ăn sầu riêng không vậy? Thôi. Ồ, cái này ngon quá ha. Cái này được không? À, những cái gia vị của xào nướng ngon ha, của Việt Nam. Người Việt là ở Texas mà. Ồ, lẩu vậy nướng xào cái gì cũng được đó. Ồ, để nè ha, trong phòng có 10 gram nè. Trong phòng cũng bằng giá Cali à. Mực này có. À, tôm này tôm của Texas. Rất là ngon. Đây là bánh thư này, đây là bò viên đặc biệt của Texas. Đây gà, gà này là gà Đồng Nai đặc biệt. Chỉ nuôi ở Texas, Houston, Texas thôi. Có đầy đủ hết không, thiếu bất cứ cái gì không? Làm ở Houston. À, bánh ếch tươi làm ở Houston đó, ngon hết. Cái này là bánh phở tươi. Cũng là.
chuối nè, bán chín xe mà thơm hồng này, trời ơi, rồi chuối cao nữa nè, đâu có thiếu gì đâu, thanh long đó thầy trồng ở đây hết. Hồng bữa da xanh là có một khách sạn ở dưới Houston nha, mức này trồng ở mức nghệ không. Each business is good when you have traffic. Đèn kẹt xe quá trời luôn, nghĩa là ở thành phố người ta mở cửa hết, ta đi làm chứ không có ở trong nhà giống như California, và đóng cửa hết nên dân chúng người ta sống thoải mái vậy. Nhà mình ra nhà hàng tối. Gia đình mình chuyển đồ để đi ăn tối ở Dallas. Cuộc sống không có thiếu gì hết. Ở mọi người đều có công an việc làm, nhà hàng Việt Nam là có đầy đủ hết. Công chúa của mình ngủ rồi, lại sửa sáng cho nàng ngày hành đèn đi. Bây giờ gia đình mình sẽ đi ăn tối. Downtown của Dallas nè, ở đây ai ta cũng đi làm hết, cuộc sống người ta rất là bình thường nên hả. Which way am I going? Đây tiệm của anh Alex đây nè, rất là đẹp yeah, it's beautiful. Wow. You go around, take a look, huh? Say hi. Say hi, Uncle D. Hey, come over here. It's beautiful, see? Ah, let's mở. Hi. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Trời. Đẹp quá ha. Nên take a photo here. Stay here, mommy take a photo. Say hi auntie đi. Mommy take a photo. You want photo? Bye. Khoảng 3 ngày thì đúng rồi. Này là phòng đẹp quá. Đẹp quá. Ok. Mình cái thứ tụi ăn khiếp này clean lắm. Đã thích quá ha. Vậy có đầy đủ đồ nghề hết ha. Ồ, dễ thương. Thật sang. Cái nhà hàng nhà mình sẽ đến để ăn. Phải vào ăn tối cái nhà hàng này. Và đẹp. Rồi get inside. Stay here. No, sir. How you doing, buddy? No. Thank you. There you go. You want? Thank you. Okay, yeah. Your candy. Okay, thank you. Trong nhà hàng rất là đông, cái nhà hàng ăn nổi tiếng của Texas. Any seven?
sao?